trung tâm thành phố 76 km, các bạn hãy tham quan cùng Lily nhé. Này có xuất xứ từ Ấn Độ, Thái Bình Dương, có kích thước tối đa là 60 cm, nhìn nó rất là nhỏ. Nó có những cái rau này nè, nhìn dễ thương đúng không nè. Đây là bảo tàng chứa những cái sinh vật lớn các bạn. Wow, các bạn nhìn nè, biết con này là con gì không? Hãy cùng Lily coi nhé. Con này là cá tầm nè. Đây là bộ xương cá voi lưng gù. Chưa bao giờ mình thấy luôn. Các bạn hãy tới đây, Viện Hải Dương Học đến thăm tham quan nhé. Yeah.